Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thành Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan phần xét hỏi bị cáo Trương Huệ Vân, 36 tuổi, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thành Phát, Tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản Quinso được hội đồng xét xử mời lên bục để xét hỏi. Bị cáo Trương Huệ Vân khai hành vi phạm tội đúng như cáo trạng nêu và cho biết là cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan. Khai với hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bản thân sống lớn lên với bà Trương Mỹ Lan và thường gọi bà là mẹ. Theo đó, bị cáo Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học và cho làm việc tại tập đoàn bị cáo trương huệ vân cũng khai nhận bản thân biết bà trương mỹ lan là cổ đông lớn nhất của scb và thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo bên cạnh đó bản thân bị cáo trương huệ vân không ăn chia và có quan hệ tài sản với trương mỹ lan khi được hỏi có ý kiến trình bày gì thêm hay không thì bị cáo trương huệ vân hỏi có phải là lời nói sau cùng hay không và bật khóc nhẹ cho biết trương mỹ lan đã dạy cách làm người sau đó, chủ tòa giải thích cho bị cáo Trương Huệ Vân hiểu nội dung rõ mối quan hệ giữa bị cáo với Trương Mỹ Lan khác với hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cáo trạng xác định Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 tài khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo, nên xác định Trung Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, là hơn 2.809 tỷ đồng, giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Sau giờ giải lao, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản cho biết thời gian nghỉ trưa ngày 7 tháng 3 kéo dài hơn vì hội đồng xét xử nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vàng Thành Phát bày tỏ nguyện vọng được khắc phục hậu quả. Theo đó, bị cáo Lan cho biết giao cho con gái Chu Duyệt Phấn và cháu trai đi thu hồi tài sản của bị cáo mà một số cá nhân đang nợ để dùng một phần khắc phục hậu quả vụ án. Chủ tòa phiên tòa cho biết, quan điểm của Hội đồng xét xử khuyến khích các bị cáo nộp tiền khắc phục hậu quả nên nguyện vọng bị cáo Trương Mỹ Lan nêu trong đơn được chấp nhận. Chủ tòa nói thêm, Nội dung đơn bị cáo chỉ viết chung chung những cá nhân thiếu nợ, bị cáo cần cung cấp đầy đủ danh sách những người thiếu nợ, số tài sản bị thiếu, địa chỉ cụ thể. Chủ tọa đề nghị luật sư của bị cáo tham mưu thêm cho bị cáo về vấn đề này. Đối với số tài sản nộp khắc phục vụ án, hội đồng xét xử sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ vạn thịnh phát, là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Trả lời câu hỏi của thẩm phán Phạm Lương Toản, Tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chủ tọa phiên tòa, bị cáo Văn cho biết bản thân có 18 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, trong quá trình làm việc có quen biết với một số cán bộ SCB, làm việc ở Hà Nội 18 năm, sau đó vì hoàn cảnh gia đình nên ông Văn phải về thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2013, bị cáo Văn được bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB bị cáo trong vụ án tuyển vào làm việc tại ngân hàng SCB từ vị trí phó chủ tịch ủy ban chiến lược giúp hội đồng quản trị vạch ra chiến lược phát triển ngân hàng. 6 tháng sau, ông Văn được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc SCB rồi lên tổng giám đốc. Bổ nhiệm bị cáo làm tổng giám đốc của SCB thì bà Sương có xin ý kiến của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Văn nói Khai với tòa, bị cáo Văn biết rõ hoạt động của SCB, dù không có vị trí chính thức nhưng bà Lan có tiếng nói quyết định trong hoạt động của SCB. Bà Lan chỉ đạo tôi và anh Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo đang bị truy nã thành lập các trung tâm kinh doanh để giải ngân các khoản vay của bà Lan, bị cáo Văn nói. Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc tất cả khoản vay liên quan đến Vạn Thịnh Phát có phải đều là giải ngân trước và hợp thức sau, ông Văn nói, có nhiều hình thức có đúng có sai trình bày với hội đồng xét xử, ông Văn nói, mình lên làm tổng giám đốc lúc SCB sáp nhập từ ba ngân hàng, mình có kinh nghiệm nên sẽ giúp tái cơ cấu SCB. Ông Văn khai, thấy bà Lan rất tài năng, thấy khoản vay liên quan Vạn Thịnh Phát có tài sản đảm bảo, có niềm tin bà Lan sẽ giúp cho SCB vượt qua giai đoạn tái cơ cấu. Ông Văn thừa nhận, SCB trở thành công cụ để huy động tiền của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, bản thân bị kéo văn không có hùn hạp, không có cổ phần gì trong SCB mà chỉ muốn giúp SCB tái cơ cấu, chỉ ăn lương bình thường, chớ không có động cơ gì, làm việc với tư cách là người làm thuê. Tôi tin bà Trương Mỹ Lan căn cứ vào cách bà Lan đối xử với lãnh đạo SCB và cấp dưới rất quan tâm. Bà Lan đầu tư cho lĩnh vực bất động sản có chiến lược, dài hơi. Tài sản đảm bảo là tài sản lớn, có khả năng sinh lời. Tôi tin bà Lan sẽ đưa SCB vượt qua khó khăn, SCB mạnh hơn." Ông Văn Khai. Đến tháng 7 năm 2020 thì Võ Tấn Hoàng Văn xin nghỉ việc tại SCB. Theo hội đồng xét xử, mỗi khi cần tiền để sử dụng, Trương Mỹ Lan sẽ gọi điện thoại trao đổi với Văn về việc rút tiền từ ngân hàng SCB thông qua khoản vay mà Lan đã có chủ trương chỉ đạo giải ngân tiền cho Lan sử dụng. Võ Tấn Hoàng Văn biết số tiền sau khi giải ngân các khoản vay đứng tên các cá nhân, công ty thuộc hệ Sinh Thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại ngân hàng SCB trả khoản vay ở ngân hàng khác, mua dự án mới, đầu tư vào dự án và sử dụng vào các mục đích khác của Trương Mỹ Lan. Việc sử dụng tiền đều không đúng với phương án vay vốn trong hồ sơ vay. Bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo điều tra, bị cáo Dũng được bà Trương Mỹ Lan cho làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB từ tháng 12 năm 2020, Bị cáo Dũng nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Lan nên biết rõ khoản vay nào của SCB, khoản vay nào của Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB chỉ ký hợp thức hồ sơ thủ tục cho vay vốn để giải ngân rút tiền của SCB. Bị cáo Dũng cũng biết rõ ngân hàng SCB không hề thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm đến phương án vay vốn. Chính sự ngoan ngoãn này của bị cáo Dũng, ngoài tiền lương thưởng dịp lễ Tết, bị cáo còn được bà Trương Mỹ Lan thưởng thêm 500.000 cổ phiếu tương đương 5 tỷ đồng. Hành vi giúp sức tích cực này khiến bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 187.000 tỷ đồng. Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Trong phần công bố cáo trạng, ngoài nêu rõ hành vi phạm tội của 86 bị cáo, đại diện viện kiểm sát còn thông tin về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với một số trường hợp. Trong quá trình điều tra truy tố, ngoài bị cáo Lan và 5 trường hợp đang bị truy nã, 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo đã phối hợp tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước, Trần Hoàng Giang, Từ Văn Tuấn. Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Lan, đã tự nguyện nộp hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, nộp 1 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, sau khi bị khởi tố đã trả lại cho ngân hàng SCB hơn 813 tỷ đồng. Bị cáo Dương Tấn Trước cũng xin nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục thêm 52 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo buộc nhận hối lộ của bà Trương Mỹ Lan 5,2 triệu đô la Mỹ, cũng đã tự nguyện nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm gửi ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Capella, bị cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo này hơn 657 tỷ đồng. Tiếp đó, gia đình bị cáo Trí tự nguyện nộp thêm 3,3 triệu đô la Mỹ. Cũng liên quan tới bị cáo Nguyễn Cao Trí, cuối chiều ngày 6 tháng 3, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản đã chấp nhận cho bị cáo được ở lại trại giam khi nào cần trích xuất bị cáo tới tòa. Hội đồng xét xử sẽ thông báo cho lực lượng dẫn giải. Chủ tọa Phạm Lương Toản giải thích, do hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí độc lập với các bị cáo trong vụ án nên không nhất thiết ngày nào cũng dẫn giải tới tòa. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp trong số 80 bị cáo ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, nhiều bị cáo được nêu từng có thành tích xuất sắc trong công tác, bị bệnh sức khỏe yếu nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng, gia đình có công với cách mạng cũng được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.